Thưa quý vị và các bạn, trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị bước sang năm mới, chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục đến thăm xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để cùng đón Tết với các gia đình người Thái Bình đang sinh sống tại đây. Đây là nơi định cư của hơn 100 hộ dân quê ở xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà lên xây dựng kinh tế mới. Đây là một ngôi làng thuộc xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là nơi định cư của hơn 130 hộ dân vùng kinh tế mới ở làng An Khoái, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, xây dựng cách đây hơn 50 năm về trước. Với ông Nguyễn Văn Xã, năm nay đã ngoài 80 tuổi, những ký ức của hơn 50 năm trước khi bắt đầu đến đây lập nghiệp hẳn không thể nào quên, khi từ hai bàn tay trắng, cùng nhiều người dân lúc đó đã khai hoang lập làng và đặt tên là làng An Sơn với phong trào thâm canh cây lúa nước. Thì năm 75 chúng tôi mới đưa giống lúa mới nông nghiệp 8 với chân trâu nùn vào, thì lúc giờ năng suất cao. Người dân tộc người ta nói là trước lúa thì chó chở đuôi, nhưng mà đây thì sau thời gian thâm canh thì là gọi là trâu chạy chưa hở đuôi. Thế đại thể như lúa tốt như thế. Mặc dù đã vào tuổi thất thập, có hơn 30 năm làm cán bộ giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân rồi đến bí thư đảng ủy xã, những gì ông Đĩnh đã cống hiến cho quê hương thứ hai, ông không khỏi tự hào khi đưa phong trào sản xuất nông nghiệp ở đây phát triển. Cái làng này gần giống như một quê ở Thái Bình. Cũng khói bếp, cũng con gà, cũng đống rơm, cũng đống dạ, cũng mái nhà như ở dưới quê. Ở Yên Bái, chưa có con số thống kê nào về người gốc Thái Bình đang sinh sống, làm việc, định cư ở đây. Nhưng đi đến 9 huyện, thị xã, thành phố, đầu đầu cũng có người quê Thái Bình và không ít người hiện đang nắm giữ nhiều vị trí trọng trách từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hội đồng hương Thái Bình ở thị xã Nghĩa Lộ cũng thành lập cách đây 30 năm với trên 400 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội và 2 câu lạc bộ. Hàng năm thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt, gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, tạo ra mối đoàn kết, hỗ trợ nhau lúc khó khăn và coi những người đồng hương như anh em một nhà. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ rằng là làng mình ở chỗ đấy có con sông Trà Lý, có cánh đồng, thế và cứ ước gì là được về thăm quê. Chúng tôi cảm thấy cũng tự hào cho những con người của quê hương Thái Bình. Thế trong cái điều kiện hoàn cảnh những năm trước đây khó khăn thì không nói, nhưng mà khi đất nước đổi mới thì hội đồng hương cũng đổi mới. Bà con anh em tay bắt mặt mừng, rồi là trách nhiệm của hội là thường xuyên chăm lo đến những hội viên gặp khó khăn. Thì hành trang họ mang theo là không thể thiếu những cái làn điệu dân ca và những làn điệu chèo là cái gốc chèo của Thái Bình. Thế và lên sinh sống và làm việc tại xã Nghĩa Lộ thì hội hương tỉnh Thái Bình cũng thành lập cái câu lạc bộ đàn hát dân ca. Thế thì để cho tất cả những cái người con của Thái Bình yêu những làn điệu chèo được tự do thể hiện cái niềm đam mê của mình và để được ca hát những cái làn điệu chèo để cho thỏa cái nỗi nhớ quê hương. Một mùa xuân lại đến. Những người con của quê hương Nam Tấn vẫn hàng ngày hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Song họ cũng đã cống hiến cả tuổi xuân để mở ra cuộc sống mới ở quê hương thứ hai, Yên Bái.